Game đấu thứ 3 kết thúc rồi, bây giờ game đấu thứ 4, tôi cứ nói nhầm. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đã đến với cả game đấu thứ 4 diễn ra trên map Merico Crown. Đây là game thủ Rogue đến từ team Gina Winwin. Còn đây là game thủ TY thì đến từ team Katie Roster. TY bị cái gì đó ở mồm ấy. Hình như là mồm long móng sao ấy. Từ hôm từ ngày thi đấu thứ hai chúng ta đã thấy anh ấy bôi bôi ba cái vết gì ở trên miệng rồi. Không biết có phải là bị thằng nào đánh không. Đập trai như kiểu TY đi cưa gái dễ bị ăn đòn lắm. Bị các thanh niên Gato. Beating him 2-0 is no easy feat. Yeah. So I mean, just tự dưng tôi lại nhìn thấy cái ảnh của Barbie Pride mình post lên trên Game TV. Hiện nay nó đã hơn 2.000 lượt like rồi. Toàn là các cái thành viên mà tôi biết. 2.000 lượt like rồi. Share lên chat room cho anh em biết nha. Post lên trên chat room cho anh em xem này. Trả lời cho Burning là không phải là mình chuyển qua mình chat buổi tối, không phải chuyển qua các buổi sáng, mà chẳng qua là do chúng ta theo kịp chương trình để kịp chiều nay chung kết SPL thì mình mới phải cát thêm như này thôi. Cát hộ cát bù lại để chúng ta có đầy đủ vote cho trận chung kết, cho cả cái giải đấu này. Chúng ta đã đi qua 3 trận semi 1 rồi, thì bây giờ chúng ta đi nốt 3 trận semi 2 và sau để chung kết cho hợp lý. Chiều nay cứ đúng 4 rưỡi các bạn online thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với cả trận chung kết của chúng ta. I like Swiss as well. Used to get it on all my Subway sandwiches. Best on cheeseburgers, in my opinion. Yeah. Swiss mushroom. Yeah. Oh. Ooh. Ooh. Hôm nay cát kiểu này mệt quá. Hôm nay cát một phát coi như 3K luôn. Đừng hỏi. Tất nhiên là vẫn chưa mệt bằng mấy hôm cát 16 tiếng, nhưng mà tại vì là hôm qua mình vừa mới ấy về, mệt quá. Sáng nay đầu lúc thím Tèo gọi là lúc hình như 8 giờ hơn rồi vậy. Đầu vẫn còn đang quay. It was a 15 pool, I believe. Yeah, like that's so. Next level safety, like really prepared for any sort of proxies. Going into a bit of a delayed natural, so you get your queen out faster, but you're not. Chúng ta thấy rằng hiện nay thì hai game thủ của chúng ta ơi rồi. Vâng, một cặp đôi. Trời ơi, và em này không che mặt ạ. Cha thẩm mỹ rồi, cho nên là rất tự tin. Hoặc là em này không phải người Hàn Quốc. Tôi nghĩ nhìn mặt kia thì tôi nghĩ chắc là cũng chả phải thẩm mỹ đâu. Chắc là ấy thôi, đi kiểu khán giả thôi, khán giả nước ngoài đến đây xem thôi. If I had known it was this epic, I would have never said no before. So happy it's your birthday. Hôm qua đi uống bia với gấu. Hôm qua đi uống bia với gấu về, mệt. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì con Reaper của TY đã chuẩn bị nhảy lên phía trên này rồi. Vâng, lên rồi. Gặp hai con Zergling. Queen thì còn đang lờ ngớ ở phía bên ngoài chưa vào được. Cho nên là bây giờ con Reaper này nó sẽ quẩy ít nhất là phải có một con drone ở đây thưa bạn. Lại vòng ra ngoài rồi. Vâng, như vậy chỉ đi scout thôi. Không quẩy kiếc gì cả. Nhảy xuống gặp ban Queen. Úi giời, không có con Queen đã. Úi, không có mạng nào chết cả. Vâng, quả đấy ở ban Queen mà nó dừng lại, nó target luôn là chắc chắn nó chết con Reaper vừa rồi đấy. May đấy. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì mấy con Marine đang lượn lờ chuẩn bị đi sang mỏ của Terran. À, mỏ của Zerg chăng? Hai Helen cũng đã xuất phát rồi. Reaper ở vị trí Senator cũng đã hồi máu xong. Giờ là thời điểm chuẩn bị tấn công thẳng vào vị trí kia thôi. Vâng, lao vào thôi. Lao đi. Vẫn chưa lao vào ạ. Các bạn thấy đấy, hiện nay hai Widowmine đang được mua ra thêm cho TY. Tôi nghĩ chắc là anh ấy sẽ push khi mà có thêm hai cái con Widowmine rồi. Vâng, Marine lao lên để mà bắt Overlord rồi. Đây rồi. Chạy vào nồi chưa các bạn? Overlord bây giờ có chạy vào nồi luôn. Hai Widowmine đã được build xong.
Bây giờ thì bắt đầu lao lên thôi. Hai Helix đã có mặt ở vị trí bên này rồi. Bây giờ cần phải đưa, vâng, đó chính là Mayvac. Mayvac sẽ đưa hai con Widowmine lao thẳng vào phía main bay của Zerg. Sau đó là quân đội ở phía ngoài sẽ bắt đầu tấn công thẳng vào vị trí màu 2. Giờ thời điểm mà rất khó khăn cho game thủ Zerg, tại vì anh ấy vẫn chưa quân đội phòng ngự. Anh đang cho mình một cái Spore Counter để phòng ngự trước những cái pha drop Mayvac vừa rồi, nhưng thực sự cũng chưa thực sự hiệu quả đâu. Vâng, bắt đầu đưa quân hết lên rồi, lên Mayvac rồi. Bây giờ Helix sẽ làm gì? Helix, bốn con Helix sẽ tấn công ở vị trí bên ngoài màu 2. Mayvac sẽ drop quân đội vào phía bên trong bên bay của Zerg. Hiện nay nó có gì không? Tôi thấy chẳng có gì cả. Vâng, một hướng đi coi như chấm huếch luôn. Hiện nay Overlord không có mặt ở đây, chưa phát hiện được rồi. Vâng, bút thẳng vào bên trong rồi. Drop. Một con Widowmine đã drop rồi. Drop nhưng màn hình như chuẩn bị target vào con Dực Linh. Ui, thằng con Dực Linh, mưa hai con Dực Linh xong rồi. Hiện nay sao đây? Hiện nay bây giờ drop. Vâng, hiện nay có vẻ là ở phía tấn công bên ngoài có vẻ không hiệu quả lắm. Khi mà một Queen nó block ram rồi. Giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay tất cả ba con Marine đang phá phách ở góc ở phía vị trí góc bên này. Rốt được đưa ra ở vị trí ram để có thể phòng ngự. Mayvac bị bắt rồi. Vâng, như vậy là Roger phòng ngự khá tốt ở pha tấn công vừa rồi. Anh ấy vừa hoàn toàn block được ở hướng tấn công của Terran ở phía ngoài mà lại vừa phòng ngự được ở phía bên trong. Phía bên trong thì không có bất kỳ một pha tấn công hiệu quả nào cả. Hiện nay thì tôi nhìn thấy ban Cyclop đã vào di chuyển rồi. Một ban C được đưa đi. Cyclop hoàn này khoảng tầm 60% và ngay bây giờ chính là thời điểm mà ban C cần phải đưa sang vị trí mỏ của rớt ngay bây giờ. Roger có mặt ở đây rồi. Vâng, Widowmine cũng còn lại đây rồi. Vâng, chưa ăn Queen rồi bạn. Vâng, Queen vẫn chưa chết. Quá khó chịu. Giờ thì các bạn thấy rằng là Banshee đã phát hiện ra được Rhodes rồi. Vâng, tốt nhất là Rhodes nên đi về thôi. Bị Banshee là target thì rất là khó chịu. Rhodes sẽ cần phải đặt thêm một spawn nữa ở vị trí mỏ thứ 2 và vào mỏ thứ 3 để phòng ngự. Đây các bạn thấy đây. Rớt là TY có khoảng tầm 6 worker kill, 6 con drone. Này đây chính là mỏ 3 của Roger ạ. Bắt mỏ 3 thôi. Maybe waiting for Rhodes speed actually before he decides to commit across the map. It's looking like it. I do have cloak on those banshees, so. I mean, các bạn thấy rằng hiện nay thì Rốt đang loanh quanh đây rồi, chuẩn bị lao ra, vâng, chuẩn bị bắt đây, bắt hê liền thôi. Ui giời, ba con hê liền rồi. Hiện nay đang có hai con banshee ở đây. Với hai banshee thì không có gì phải lo Rốt cả. Hai banshee target và Rốt bắn rất phũ. Đây các bạn thấy không? Ui giời, kiếp Rốt khỏe thế, bắn mãi chết. Hiện nay đang có một Widowmine đây. Vâng, Roger đưa quân lên rồi. Widowmine tha bị target rồi. Bây giờ thì sao? Tất cả SCV đang bầu lại cái bunker kia để mà bảo kê cho hai con Mauder ở vị trí phía bên trong. Đấy các bạn thấy không ạ? Có hai con Banshee thì Rốt phải rút về thôi. Cũng không phải nào hổ báo được. Bắn hai lượt là mất một con Rốt rồi. Hiện nay thì Zerg đang phải lên cho mình Spy để có thể lên Muta chăng? Với lượng gà kia Zerg hoàn toàn có thể lên Muta thôi các bạn. Bây giờ tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên lên Muta để mà bắt mấy cái con Banshee kia. Mỏ 3 đã bắt đầu khai thác rồi, đã bắt đầu ăn thêm ga nữa. Vâng, ăn nhiều ga này khả năng Muta cao lắm thưa bạn. Hiện nay hai con Banshee vẫn đầy energy chuẩn bị lao vào bên trong main bay của Zerg để mà bật clock rồi. Vâng, 5 con Muta đang được mua rồi. Hiện nay bắt đầu chuẩn bị Banshee lao vào. Han Quy đang mặt ở đây. Vâng, Han Quy đã nhìn thấy Banshee rồi với sự hỗ trợ của Spore Counter. Spore Counter đi tích được tàng hình cho nên là có thể dễ dàng phát hiện ra mấy con Banshee đây. Các bạn thể thấy rằng hiện nay đây là một Overseer. Overseer có thể đi theo Muta để có thể là hỗ trợ cho việc phát hiện tàng hình, kể cả bắt thêm cả Widowmine nữa. Hiện nay con Rhodes được con Reaper nó đứng kiểm gì không biết nữa. Hiện nay con Overseer đang đi chuyển vào phía bên trong, nó nhìn thấy, vâng, úi giời. Vâng, đây chính là cái skin dừng, tạm dừng công việc của một cái building nào đó. Các bạn thấy rằng Muta bắt đầu lượn lờ rồi. Đang có 14 con Zerg Linh đang được mob và thêm một pha scan, không thấy quân đội của Zerg đằng đâu cả. Hiện nay quân đội của Zerg đã sắp áp sát vị trí mỏ 2 rồi. Ở đây không có turret nào cả. Muta tập trung ở góc này thưa bạn. Đây là một vị trí rất thuận lợi cho Muta tập trung hết quân ở đây rồi. Nay Terran chúng ta vừa nâng cấp xong, nâng cấp 1-1, Zerg đã nâng cấp xong cộng bộ giáp cho quân bộ rồi. Muta vào nơi rồi, đang bắt đầu bắt SCV, 2 SCV đã bỏ mạng rồi. Úi turret, vâng, giờ tôi mới nhìn thấy cái turret ở đây ạ. Nhưng mà cũng thực sự không ổn khi mà Muta bắt đầu đông lên rồi. Nên Zerg Linh và đang mới được mob ra thêm, cùng với đó lại còn thêm cả bên Linh Net nữa. Zerg sắp sửa chơi Muta Linh rồi. 9 con Muta rồi, 11 con Rhodes, 14 con Zerg Linh. Hiện nay các bạn thấy rằng Banshee vẫn đang harass ở góc bên này. Muta cũng chưa được đưa về, vâng, bắt đầu được đưa về rồi. Hiện nay thì Banshee vẫn đang trong trạng thái clock. Queen đã nhìn thấy nhờ sự hỗ trợ của Spore. Ôi Muta, không được rồi, Muta không bắt được mấy con Mayvac rồi. Muta lượn lờ ở đây, vâng, đã thu hút sự chú ý của Terran. Mục tiêu của ôi không được rồi, mất con Queen rồi. Rất có vẻ hơi bất lực ở vị trí góc bên này.
Muta bắt đầu phải được đưa trở về để phòng ngự rồi. Banshee đang rất khó chịu thưa bạn, tuy nhiên không có con Overseer nào đi kèm để phát hiện thì hơi mệt. Ô, Banshee hết mất clock rồi. Banshee hết clock thì coi như là rất khó khăn để có thể tiếp tục harass thưa bạn. Hiện nay Terra đã bắt đầu đưa quân đi rồi, bắt đầu hai mấy bác đã bắt đầu di chuyển, nhưng mà tôi nhìn thấy hướng đi của Muta rất ở gần đấy. À không, không, đây không phải Muta, đây lại là Rhodes ạ. Muta không biết đang ở đâu. Vâng, đây rồi, Muta có vài con ở góc bên này rồi, có vẻ là chuẩn bị phát hiện được hai cái Maybach này rồi. Maybach này mà nếu như tiếp tục đi thẳng vào sẽ rất nguy hiểm thưa bạn. Muta spawn ở rất gần đấy rồi, tôi nhìn thấy. Vâng, đây rồi, vẫn tiếp tục đi vào ạ. Overseer đây rồi, chơi luôn, bút lên rồi, Maybach bút rồi, có drop không? Bạn bắt đầu drop rồi, bắt đầu drop Marine rồi. Tuy nhiên là vâng, Marine chính là counter unit của Muta. Muta rất hổ báo luôn. Vâng, chơi luôn cả Marine và Mauder à. Chơi hết Marine rồi. Hiện nay thì hai con Banshee ở đây vẫn đang harass các bạn. Queen đang có mặt ở đây rồi. Queen đang target và con Banshee ở đây. Tôi không biết nữa, hai con Banshee lại bật clock rồi. Hơi khó chịu cho Queen luôn. Queen giờ cũng không biết làm nào, chỉ có biết đứng đây mà nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm kia thôi. Hiện nay chúng ta có thể thấy rằng vâng, Zergling và Muta. Đây chính là cả Muta Linh cùng với cả bên cùng Muta Linh với cả Rhodes nữa. Hiện nay thì ôi giời, Zergling lên nữa rồi. Xong rồi, mất Maybach rồi. Tiểu đội ở đây sẽ bị Dương Linh cắn chết thôi. Hiện nay chúng ta thể thấy rằng là Zerg đang có khá nhiều quân đội với Muta, với bên Linh, với Dương Linh, với Rhodes nữa. Hai con Banshee đã vòng về nhà rồi thì phải. Hiện nay chúng ta thể thấy rằng thêm 28 Zerg Linh được móc ra. Một pha drop rồi, một pha drop với sáu con Marine cùng với cả một Mauder ở đây. Tuy nhiên là không được rồi, không kịp rồi. Dương Linh nhanh qua thưa bạn, pha tấn công ở vị trí bên này. Vâng, pha tấn công ở vị trí mỏ thứ 3 đang rất là hiệu quả. Đây là mỏ thứ 4 chứ không phải mỏ thứ 3. Vâng, Dương Linh đang lao ra. Ui, đầu mai đây rồi. Hai phát bắn ui đầu mai, tuy nhiên là không ổn thưa bạn. Dương quá đông và hung hãn. Có nữa cả Overseer đi kèm nữa. Thực sự không ổn một chút nào. Giờ chính là thời điểm thưa bạn, giờ chính là thời điểm mà Zerg đang tích quân rồi. Terran mặc dù liên tục drop và tấn công vào mặt của Zerg nhưng mà hầu như là cũng không có pha tấn công nào hiệu quả cả. Zerg luôn luôn phòng ngự được thành công bởi việc có có Speedling, có Muta, Rhodes bên nữa. Hiện nay Terran này đang nói chung là cũng cố gắng harass này cũng không làm được gì nhiều. Một pha scan nhìn thấy Muta lao ra nên Banshee phải cắm đầu cắm cổ chạy. Banshee tách ra làm hai hướng thôi bạn. Hiện nay úi giời ôi giời ơi, bên linh ôi quá nhiều bên linh ở đây. Thôi xong rồi, Terran đã phải nhấc lên trên Maybach đưa vào phía bên trong bên bay rồi. Hiện nay Zerg Linh đã chạy vào. Ôi sao một Maybach lại chạy ra. Vâng. Hai Maybach bay vào để lại một Maybach lại bay ra. Hiện nay Pharaoh ở đây có vẻ cũng không ăn thua lắm khi mà Rhodes nó ở rất gần đấy. Zerg Linh vào đến bên trong rồi, Muta vào đến bên trong rồi, chạy vào đâu bây giờ? Chạy vào đâu bây giờ? Chỉ có ở lại mà chết thôi. Vâng, bây giờ chỉ có chạy vào nồi rồi, lên Maybach thì ngay lập tức Muta sẽ target ngay, chết ngay Maybach ngay. Hiện nay đạo quân ở phía bên này định Green Fox là lên thì cũng hơi bị rén rồi. Vâng, phải đi về rồi, không có cách nào khác cả. Nên Tena sắp rửa bài xong cho mình, nâng cấp 22 rồi. Trong khi đó thì Zerg đang nâng cấp độn thổ trong quân đội của mình. 13 bên linh nữa đang được móp ra. Thêm một hatchery thứ 5 được đặt ở vị trí gần hướng 12 giờ. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì quân đội của Zerg đang rất mạnh rồi, đã chiếm vị trí Sangha Tower rồi. Creep đã giải ra đến vị trí quá giữa map rồi. Bây giờ thì sao đây? Terran đã đặt turret ở cho mình để phòng ngự trước Muta. Vâng, Zerg Linh lao vào, bên linh lao vào, Widowmine hạ rồi, có kịp không? Widowmine không kịp. Vâng, không kịp rồi, bên linh nổ xong con Widowmine rồi. Quân đội của Terran phải chạy về vị trí bên trong mỏ 2 rồi. Muta lao vào rồi, Rhodes bên nó lại chạy thẳng vào phía trong luôn. Terran đang phải chia quân ra ở đây. Supply port có nhấc lên không? Nhấc lên không? Không nhấc được rồi. Hiện nay Widowmine đang lao ra nhưng mà không kịp hạ. Widowmine làm gì kia? Widowmine không xong rồi. Vâng, và như vậy là GG rồi. Tỷ số của chúng ta hiện nay đã được rút ngắn rồi. Tỷ số đó là 3-1 thưa bạn. Đem điểm số đầu tiên cho team Gene Winwing. Xin chúc mừng team Gene Winwing. Roger đã chặn đứng những trận chuỗi thắng liên tục của team KT Roster. Và xin chúc mừng team. Xin chúc mừng Gene Winwing. Và chúng ta sẽ đến với cả game đấu tiếp theo. Game đấu thứ 5 sẽ diễn ra giữa game thủ Avenger và Z. Một trận đấu PP ở trên map King Seo Station.